lễ cung hiến đền thờ thánh Gioan Naterano bài đọc một bài trích sách tiên tri Ezekiel người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ và nay có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống sẽ có rất nhiều cá. Vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành, sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổ bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong kinh thánh vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu Ông lấy dấu lạo nào, nào, chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế. Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong. Thế mà nội trong ba ngày, ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, đền thờ cá nhân, gia đình, và giáo hội phải được luôn luôn thanh tẩy. Hôm nay giáo hội mừng kính ngày xây dựng thánh đường Gioan Naterano là một trong bốn đại vương cung thánh đường của Roma và là chỗ ở chính thức của giáo hoàng giám mục Roma hơn một ngàn năm từ khoảng 350 cho đến thời kỳ lưu đày bên Avignon vào khoảng năm 1350. Giống như đền thờ Jerusalem, Vương cung thánh đường Laterano cũng bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần vì tội lỗi và khuyết điểm của con người, nhưng nó vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc con người phải luôn thanh tẩy mọi đền thờ, khỏi mọi nhơ bẩn của tội lỗi, vì là nơi thiên Chúa ngự. Trong bài đọc 1 Tiên tri Ezekiel thấy một thị kiến về tương lai của đền thờ Jerusalem. Nước từ bên phải đền thờ chảy ra, nhiều đến nỗi làm thành một con sông, chảy ra sông Jordan rồi đổ ra biển chết. Nước chảy đến đâu, chữa lành con người tới đó và mang lại sự sống cho con người. Thị kiến này muốn nói về sự bành trướng của giáo hội từ Jerusalem lan tràn ra khắp nơi trên thế giới để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho con người qua bí tích rửa tội, có sức thanh tẩy tội lỗi và mang lại sự sống cho con người. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Corinto phải luôn xem xét đền thờ cá nhân là tâm hồn mọi người cho thiên Chúa ngự. Sau khi Ngài đã đặt nền móng chắc chắn cho họ trên nền tảng là Đức Kitô, họ phải xét xem cách thức họ xây dựng căn nhà có xứng với nền tảng là Đức Kitô hay không. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem nhà cha của Ngài vì họ đã làm cho đền thờ trở nên ô ế bằng buôn bán và trao đổi tiền bạc khi bị chất vấn lấy quyền gì để làm như thế ngài cho họ biết nếu họ phá đền thờ này đi ngài sẽ xây dựng lại trong ba ngày các môn đệ hiểu ngài ám chỉ đền thờ này chính là thân thể của ngài sau khi nhìn thấy chúa sống lại sau ba ngày từ cõi chết bài đọc 1. Nước chảy tới đâu thì nói chữa lành, sông chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Thứ nhất, nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Đền thờ trong thị kiến của tiên tri Ezekiel là đền thờ Jerusalem. Tiên tri thấy có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Theo địa hình của thành Jerusalem, phía đông nam của đền thờ là thung lũng Kitron, thường khô cạn nên một người có thể từ đền thờ băng qua thung lũng để trèo lên núi cây dầu, như Chúa Giêsu và các môn đệ đã làm sau khi hoàn tất bữa tiệc ly để leo lên núi cây dầu cầu nguyện. Thì kiến hôm nay rất lạ, vì khó có thể có nhiều nước đến nỗi làm đầy thung lũng sâu Kittron, cho có đủ nước để tạo lên một dòng sông để chảy ra phía đông và nhập vào sông Jordan chảy vào biển chết. Nhiều người cho thị kiến này là biểu tượng của việc phát triển giáo hội ra khỏi Jerusalem và lan tràn đến các dân ngoại. Thứ hai, hiệu quả của nước là chữa lành và ban sự sống. Điều lạ thứ hai là nước của biển chết mặn đến nỗi không một sinh vật nào có thể sống sót nổi vì có quá nhiều muối. Trong khi thị kiến hôm nay, tiên tri Ezekiel mô tả nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Araba rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống sẽ có rất nhiều cá vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái lá không bao giờ tàn trái không bao giờ hết mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Nếu hiểu cách biểu tượng là nước rửa tội hay ơn thánh của Chúa Thánh Thần, nước này quả thực có sức mạnh để rửa sạch, để chữa lành và thánh hóa những người tin vào Đức Kitô. Bài đọc 2 Không ai có thể đặt lên móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Theo Thánh paulo khi một người chịu phép rửa tội, người đó đã đổ nền cuộc đời mình trên nền tảng là Đức Kitô. Vì thế, người đó phải xây dựng căn nhà là cuộc đời mình sao cho xứng đáng với nền tảng là Đức Kitô để biến thành ngôi đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Mọi tín hiệu phải thường xuyên xem xét ngôi nhà của mình xây dựng để bảo đảm phẩm chất của đền thờ Thiên Chúa nếu không, ngôi nhà sẽ không đứng vững nổi trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Trong thư Epheso, Thánh Phaolô ví tất cả các tín hữu là thành phần sống động của đền thờ Thiên Chúa, được xây dựng trên nền tảng là các tông đồ và các ngôn sứ với Đức Kitô là tảng đá góc tường. Giáo hội bao gồm tất cả các tín hữu cũng phải thường xuyên xem xét để bảo vệ sự thánh thiện cho đền thờ của Thiên Chúa Ngự. Phúc âm, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Thứ nhất, phản ứng của Chúa Giêsu khi thấy nhà cha của Ngài bị ô uế. Trình thuật thanh tẩy đền thờ Jerusalem được tường thuật cả bốn thánh ký nhưng trình thuật của Gioan được mang lên đầu giai đoạn rau giảng của Đức Kitô, trong khi các trình thuật của Phúc Âm nhất lắm mang xuống cuối và là một trong những lý do làm người Do Thái tức giận và tố cáo Chúa Giêsu với thượng hội đồng. Tại sao có sự khác biệt này? Lý do chính có lẽ Gioan muốn trình bày quan điểm thần học của mình về Đức Kitô Ngài ý thức rõ ràng vai trò của mình là con Thiên Chúa. Khi Ngài tự nhận đền thờ là nhà cha của Ngài, Ngài nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Hơn nữa, Ngài cũng muốn dạy cho dân chúng biết cách thờ phượng Thiên Chúa, cách trong sạch và theo sự thật, không lệ thuộc vào tiền bạc cách bất chính. Thứ hai, cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. Chứng kiến hành động của Chúa Giêsu, người Do Thái tức tối hỏi Chúa Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại." Chúa Giêsu muốn ám chỉ đền thờ này là chính thân thể của Ngài, nhưng người Do Thái nghĩ, Ngài nói về đền thờ Jerusalem, nên họ tranh luận với Chúa Giêsu rằng, Đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong. Thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Họ nghĩ Chúa Giêsu nói khuếch đại. Các môn đề của Chúa Giêsu chỉ hiểu điều Chúa Giêsu nói khi người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó họ tin vào kinh thánh và lời Đức Giêsu đã nói áp dụng trong cuộc sống thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi đã được xây dựng trên nền tảng là chính Đức Kitô chúng ta phải thường xuyên xem xét để bảo đảm chất lượng và xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị nếu không nó sẽ biến thành chỗ ở của quỷ thần gia đình, cộng đoàn giáo sứ và toàn thể giáo hội cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Bốn phần của mỗi tín hữu là phải chăm sóc và thanh tẩy những gì có thể trong khả năng của chúng ta để Thiên Chúa ngự trị và chúng ta được lãnh nhận muôn ơn phúc của các ngài. Amen.